Ngày 6 tháng 1, Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết nước này có thêm 335.000 ca mắc COVID-19. Đây là lần đầu tiên số ca ghi nhận trong nước tại Pháp vượt 300.000 ca và vượt kỷ lục 271.686 ca của ngày trước đó. Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Nathan nhận định cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 còn một chặng đường dài.